Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7 nha anh em. Rồi, trận này mình sẽ tiếp tục thực hiện những cái thử thách của anh em đã comment ở trên kênh YouTube của mình. Và mình đã chọn ra một cái ý tưởng tương đối bá đạo, đó chính là làm về con rồng Siphon phiên bản chiến binh đồng 3 sao để xem là nó có gọi là gánh cả thế giới hay không đây. Ok, ý tưởng của ông nào thì vào nhận hàng ngay đi nhá. Khởi đầu với 4 trận thắng liên tục. Còn về cái loại công nghệ đầu tiên thì mình đã có được huy hiệu chiến binh rồng rồi. Rồi, luôn rồi. Thời nó tới này, anh em cản không kịp đâu. Thấy chưa? Thời tới nó cản không kịp, thật với anh em luôn. Xin 5% ra được Siphon ảo ma Shizuka chưa? Mình sẽ kẹp thêm con này vào. Ôi trời, đã bán nhầm con chiến binh đồng rồi, bây giờ lấy đâu ra chiến binh đồng đây? Chạy suốt tìm anh em đã nhận thấy cái dấu hiệu dấu hiệu sai sai rồi, cái gì đấy sai sai rồi nhở? Ok, thế dừng lại 2% bị ra thế này thì tôi phải chơi thôi, đây là game mà ép chơi tôi cũng không muốn chơi làm đâu. Ok, và mình có tạo một cái group nho nhỏ để có thể cho anh em giao lưu cũng như là học hỏi kỹ năng lẫn nhau, hoặc là có những cái khoảnh khắc chơi game bá đạo, còn những cái đội hình nào mà anh em gọi là cực phẩm thì có thể đăng lên nhóm cho anh em tham khảo nhá. Link nhóm của mình thì mình sẽ để ngay ở bên dưới thôi, nhất mong đợi anh em vào ủng hộ cũng như chơi cùng với mình. Quan trọng để cho anh em tương tác và chơi cùng với nhau. Và anh em nào mà có những cái ý tưởng gì nó hay hơn nữa, nó bá hơn nữa thì hãy mạnh dạn comment lên. Mình sẽ cố gắng thực hiện hết những cái ý tưởng của anh em luôn. Và trả lời tất cả comment của anh em. Cho nên đừng ngại ngần gì mà không comment nhá. Cũng như ông nào mà muốn kết bạn Facebook của mình thì cũng có thể gửi lời mời các bạn lên Facebook thì mình sẽ để ngay bên dưới thôi. Và nhớ là comment ở ảnh bìa hoặc là status mới nhất thì mình biết là anh em từ bên bên YouTube qua là mình sẽ đồng ý. Nhớ nha anh em nhá, lập đồ nào. Ồ, bây giờ thì đồ đối với mình cũng không quan trọng nữa. Thật với anh em, Siphon đã có đồ chuẩn sách giáo khoa rồi. Nếu như mà chúng ta không có ấn chiến binh rồng ấy thì cái trang bị thứ ba mà mình hay chơi cho Siphon đó chính là cái vô cực. Kiểu sau mỗi lần hút nó cắn thì thôi. Auto read. Đây. Như này chúng ta sẽ có được 3 chiến binh rồng và hóa thần long cho rồng luôn. Ok chưa? Rồng hút hết 5 trận gửi liên tục rồi đấy. Thì theo anh em là trận này mình nên kẹp 3 chiến binh rồng thôi hay là 9 chiến binh rồng? Thực chất thì rồng ám long, rồng Siphon này thì nó đã trâu sẵn rồi, tại vì nó là con đấu sĩ mà. Về cái lượng đam thì chúng ta hơi thiếu một chút. Chắc là trận này mình sẽ kẹp với ám long đi nhỉ. Ám long cho nó chất. Húc nè. Ui, đang húc bị sút ra thế là húc lệch luôn ạ. Con lợn Lenzin này. Dám đấm thằng em tôi. Dạ, không khè cho kìa, thấy chưa? Khè trêu cho. Ai mà sút va vẩn. Người ta đang gọi là chọn góc, gió các kiểu rồi. Căn chuẩn hết rồi mà sút thằng em bay lộn tung tóe đi. Mình sẽ lấy cái băng trộm này đi anh em ơi. Rise vào thì chúng ta sẽ có được thêm một cột mốc bang hội, chứ hiện tại thì chúng ta cũng cần có một cái lượng đam sau nhỉ. Nên là mình lấy mấy cái đồ mà búp cho Siphon nữa ta. Này con sai phần nhưng mà mình hay gặp đọc Siphon. Siphon đồng đẹp vãi, đồng tím anh em nhỉ. Mà kiểu cộng mấy cái con nào mà trong ám long ấy thì nó kiểu đa số màu tím hết luôn, tím kiểu hắc ám nhỉ, kiểu ám long mà phe gọi là phe rồng rồng phản diện. Rồi Ezreal kỵ sĩ này nó hơi mới đấy nhá. Tôi chưa thấy Ezreal vệ sĩ bao giờ đâu. Bạn này thì có đội hình rất là chuẩn.
đội hình kiểu ngon quá. Xạ tiễn bang hội lại còn có thêm cả ấy nữa, kiểu lôi long ấy anh em, Ezreal với cả Quizana 2 ghê quá. Mình đã bị thua trước người chơi bang hội kỵ sĩ này rồi. Đây này thì chúng ta sẽ có được 5 ám long, một con ám long thứ 6, một con Elise. Thì chắc là mình sẽ cần phải ấy đi, đợi cấp độ 7, những cấp độ cao hơn. Ngại việc gì roll anh em nhỉ? Sao roll? Roll thì cho tốn kém. Ok. Thua có tính toán với các khổng lồ hóa mèo coi hóc xương. Bạn này thì lại chơi pháo thủ rồi. Pháo thủ hay là chơi pháp sư đấu sĩ đây? Đã có cho mình được tam ken 3 sao tương đối sớm. Ờ, khả năng là chơi pháp sư rồi, có huy hiệu pháp sư. Kiểu có ấn ở bên ngoài và còn lắp cái quyền trượng nữa. Đấy, phải chơi mới mẻ đi, chơi pháp thủ hoài. Được. Về căn bản thì những bình thường ám long thì nó sẽ làm cho đối thủ thu nhỏ lại và trừ giáp kháng phép và tăng giáp, tăng sức mạnh cho bản thân của những bình thường ám long. Đấy là một cái điều mà tôi thấy cực kỳ đáng sợ. Nhờ, đáng sợ vãi nồi. Mình đã bị mất vị trí top 1 rồi. Người nào cháy hơn thì người đấy được top 1 sao? Ảo thế. Người ta cũng 92 máu, 92 máu top 2 này. Theo anh em mình nên lấy cái gì? Lấy cái này đi. Tính lấy cái BF nhưng mà đội hình chúng ta hơi nhiều đam quá rồi. Nhiều đam quá thì nó cũng hay nhỉ. Elise này ta lâu thì bán đi nhá. Lexin à, Lexin thay vào vị trí của này đi, xe đi. Kiểu nhưng mà có nhiều cái ẩn chiến binh đồng hơn nữa thì mình sẽ xoay sang 9 chiến binh đồng. Còn không thì chơi cột bốc 3 thôi anh em, chứ 9 nó hơi khó đấy. Nhất là chúng ta cần phải có được hai cái ẩn chiến binh. Mà con sai phần của chúng ta thì nó lại tốn mất hai slot mất rồi. Why? Chạy suốt team em. Team em hay là team em? Bạn này thì có được COU cũng ngon nè. Mà COU đồ này thì lỗi thời rồi. Anh em nhỉ? Đồ này hơi bị lỗi thời luôn. Giờ ai chơi đồ này nữa? Em phải chơi vô cực găng bảo thạch đấy, mà đồ này mà đánh được tôi là cũng hơi kinh đấy nhờ. Cháy úi giời ôi, lại là design thì dai lắm, không chơi được. Hay là design phiên bản chiến binh đồng, anh em có thích không? Anh em có thích comment nha anh nhá. Ý tưởng là quá đạo thì cứ comment đây, tôi cố gắng thực hiện hết những cái ý tưởng của anh em luôn. Nhưng mà phải chọn lọc ra mấy cái ý tưởng nào mà nó biến thái. Nhiều ông comment bảo anh ơi, anh làm về độc hành, lõi độc hành kết hợp với lõi bản thân đi để xem nó có mạnh hay không. Ông là ông spam suốt ngày cái đội hình đấy luôn. Sao lại độc hành rồi mà lại còn kết hợp với bản thân thế thì kiểu gì này, cháu chịu luôn rồi đấy. Kiểu độc hành anh em phải xếp riêng lẻ, và đó bản thân ấy thì nó lại là phải xếp vào hai cùng với nhau, hai lõi này kết hợp với nhau thì kiểu chế nhau rồi. Bạn đấy con bảo mạnh lắm. Mạnh cái chỗ nào này. Ok, ui công nhận rồng sai phần này nó kiểu hất tung này, đam to này, máu trâu này, hội tụ gọi là đủ hết nhỉ. Ok, chúng ta cho một Elise vào, vậy là chúng ta đã có được 6 ám long rồi. Su em thì sẽ đề phòng ở đây, càn quét 84 máu. Ủa, nói chung là trận này tương đối căng, nhưng mà bạn HB Jin có vẻ như là máu hơi thụt so với những cái trò còn lại một chút thôi. BF à, Kain
Swim. Chắc là mình sẽ roll ở level 8 nha anh em nhá. Volibear. Bây giờ mình sẽ lắp một cái tụ bão đây anh em ơi, cho Seven của chúng ta nó tăng nhiều tốc đánh. Đây. Chút nữa thì mình đang phải đề phòng xem là có thêm được huy hiệu chiến binh đồng hay không, hay là trái tim chiến binh đồng. Không thì chúng ta cứ thay những vị tướng nào mà nó nhiều máu hơn thì rồng Siphon của chúng ta sẽ được tăng máu thêm nhá. Nó phụ thuộc vào cấp sao và lượng máu của những vị tướng chiến binh rồng nữa. Ui rồi, bạn này thì chơi huyết long. Olaf à, Olaf đồ long à. Cháy quá nhở. Ông cháu chơi cháy đấy. Cấp 7 cũng 50 tiền luôn. Nói chung là giàu, mạnh. Có đồ long là khắc chế của rồng của mình rồi. Húc. Húc qua chỗ Olaf răng bơ thì may ra còn win được. Húc va bẩn thế chịu. Lỗi gì đây? Xoay bài tự động. Giờ xoay đâu? Xoay vào mắt à? Thôi thì chúng ta sẽ lấy trái tim ám long đi. Cái lõi xoay bài tự động rồi, tôi đã săn rất là nhiều lần rồi. Ở cái vòng mà vòng 4 như này á, trời ơi tôi chơi nó mất rất nhiều lần luôn mà nó không ra. Đến lúc mà kiểu mãi đợi mãi giờ không cần thì nó mới ra kìa. Cay thật. Kiểu nhiều khi mà anh em chơi thượng long ấy, kiểu có virus 3 này, có Illaoi 3 này. Đấy. Xoay bài phát, trời đất ơi. 2 được 4 tiền 3 sao, thế thì gọi là vô địch thiên hạ ở vòng 4 luôn. Và đa số ở vòng 4 này thì thượng long thì anh em all in tí cũng gọi là nhiều tướng 4 à 3 tiền 3 sao rồi. Ok. Bạn này khả năng đang tính chơi cái gì nhỉ? Aosin. Aosin pháp sư phẩm. Đội hình này có vẻ hơi thiếu nước mắt này. Một cái nước đi tôi thấy hơi lâu. Không biết là có được Aosin hay không mới là cái vấn đề. Kiểu như anh em trước khi mà chúng ta tìm được Aosin thì sẽ phải đỡ tí. Đội hình nào cực cứng tí. Hoặc là chơi xoay sang chiến binh đồng đi thì ngon đúng không? Let's see 2. Giờ mình sẽ tập trung chơi ở level 8. Với cấp 8 thì chúng ta có thể kẹp thêm một con gì nhỉ? Pai. Ở con Pai là trong cái bộ tộc ám long cuối cùng, kiểu trùm cuối ấy. Mà tôi thấy con trùm cuối không mạnh bằng con Sven này đâu. Trừ khi ở đây 3 sao thì còn 2 sao thì tôi thấy là Sven kiểu nó vẫn ngon hơn. Mèo còi hóc xương, Sona pháp sư. Ồ. Trái quá nhờ. Trời ơi, Sona pháp sư làm cho cái đội hình của mình gọi là chỉ biết đứng hình thôi. Ui giời, không kịp ủi vắt hai đỡ tí máu đây. Không kịp đỡ tí máu nào. Buồn như con chuồn chuồn luôn. Chợ là. Ô oh, đi cho có Pai kìa, trời ơi, có Pai của tôi, Pai của tôi. Cho xin có Pai đây. Pai chúng ta lắp nọn xét ngon nhá. Mình thì ra thứ 3. Mèo còi lấy. Rồi xong các bạn Bùi Huyền đáng yêu này. À, thôi thì lấy con này vậy. Ta kẹp vào tăng tỷ lệ roll lên. Cái nhân vật cuối cùng trong cái bộ tộc ám long mà chúng ta đã bị lấy mất đi rồi. Cay thế nhở. Thôi kẹp con bát em vào cũng ngon này. Này thì anh em mình chắc cũng chỉ lắp được cái vút rồng thôi. Xét đại ca thì bây giờ cũng phế rồi. Bát. Đây vút rồng đây. On 2. Để xin thì chắc là mình cũng không cần thiết lên 3 sao làm đâu. Bạn này thì Huyện Long, kỵ sĩ bang hội. Lại là pháo thủ nữa, trời đất ơi. Pháo thủ chứ lại phẩm. Ồ, bạn này chơi Ngọc Long.
Có hiệu Ngọc Long nhưng mà chưa biết lắp cho ai cả. Rồi luôn rồi. Lắp nhanh không thì đi ỉa bây giờ. Ui rồi ôi, nhanh lên, vẫn còn một chút cơ hội đấy. Còn một máu thôi kìa. Ui rồi ôi. Ui, 7 2. Chúng ta có 7A nữa. Kinh nhỉ. Hù. Ai kinh? Ai là người kinh? Trong này ai sẽ là người kinh? Tôi cũng là người kinh đây. Biết ông bảo ai kinh? Cấp độ 8 đến từ vị trí của sảy suốt team em. Mình cũng cấp 8 rồi. Tỷ lệ bây giờ là 5% ra được những cái vị tướng 5 tiền. Tỷ lệ cũng tương đối cao rồi. Rồi xong bạn này lấy pai của mình này, bạn Bùi Huyền này. Cho đi một sải thôi anh em. Hay quá. Trời ơi, sếp em mày hút đi đâu vậy? Hút gì mà nó đần. Trời ơi, hút vào cái chỗ thằng Cocky này là win rồi anh em. Mày cay nha. Cay đó. Thú tượng. Thú tượng 500 ma thuật. Bút rồng. Tụ báo à? Lập nhẹ tụ báo đi nhở. Hơi nhiều gậy chút nhưng mà chắc là cũng không sao lắm. Đây. Này mình sẽ lắp một cái vút mạ ám luôn đây. Còn mũ phù thủy thì chắc là mình sẽ lắp cho con nhẹ nhẹ. Không biết có lại của chúng ta chắc là Ron tìm. Oh, Pai này. Ron tìm sai phần 3 đây. Cho nó chất lượng. Thực chất là bây giờ mình có thể cho Pai vào vị trí của con bát cũng được rồi. Nhưng mà tôi sẽ không thay ngay đâu. Tại vì thứ nhất là con bát nó đang hóa cho team địch bị đồng hồ cát đó. Thứ hai thì nó sẽ giúp cho mình tăng được cái tỷ lệ roll lên. Cho nên là mình sẽ cố gắng giữ lại nó vài round. Sau đó thì khi nào mà hấp hối quá, mà thấp máu quá thì chúng ta có thể cho vào. Nên là đã quá muộn hay chưa? Nhưng mà cứ thử đi đúng không? Thử đi. Mèo còi hóc xương. May quá kéo được con Sona đây ta. Không là nó trưởng cho đứng hình hết. Rồi nha. Không biết lần này mình có ăn được hay không đây. Siphon đánh rất rất khét. Rồng khổng lồ. May là chúng ta có ám long đấy. Làm giáp kháng phép đi. Kiểu nguyên rủa mà. May này. 13.000 sát thương. 26% rồi và 6% ra được những vi tướng 5 tiền. Siphon. Giờ có hai con rồi đây. Hai con Siphon. Kiểu mua mấy con này cũng hơi tốn nhiều tiền lắm anh em. Trong 6 giây cơ, nhiều phết đấy, không đùa được. Ngon đấy. Gấu chó cho đi đi. Cho ra xua và cho nó mua máy anh em nhở, cho mua chứ ngại gì mà không mua. Bạn này cũng có ra xua rồi, có áo choàng thủy ngân để có thể né kéo cũng càng đấy. Có chữ đỡ phẩm này. Solo 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 solo. Bạn này hình như cũng đang cố gắng nuôi tìm đề dài 3 sao thì vậy. Rồi, mình cũng đã được vị trí top 2. Cũng gọi là ổn. Giờ nếu như mà mình thua thì cũng không mất nhiều máu lắm đâu anh em. Mình sẽ gọi là kẹp thêm bát để tăng tỷ lệ xem là có được hay không. Tăng được 30% hay không. Nó cũng gọi là hơi khó ra được nốt nhạc. Là bây giờ chúng ta phải lên được cấp độ 9. Nhưng mà lên được cấp độ 9 ấy thì tiền đâu mà roll? Tôi hỏi anh em tiền đâu mà roll? Tuy là tỷ lệ nó sẽ nhỉnh hơn rất nhiều. Không phải là nhiều đâu, tầm khoảng 5% nữa. 35%. Cho nên là nó cũng không có quá cái sự đột biến. Theo vào đấy thì mình sẽ
Roll ở tấp cấp độ 8 này cho chắc. Nguyễn Long thì cũng căng này. Mày húc phát nữa đi, húc phát nữa đi yêu này. Húc bùm ấy. Như thật tương to quá thì cũng mất đi cái hiệu ứng của áo choàng bóng tối luôn. Ôi giời ơi, ra xua. Có con ra xua nhưng bà bị lấy rồi. Chúng ta có thể lấy được Pai đi. Ôm Pai lên 2 sao đi. Pai nó mạnh hơn đấy. Olaf. Oh, tôi là rất là thích những cái cú roll như thế này luôn. Bạn này chơi sai lát thì đừng có bắt xài ven nha. Gì nick 3 rồi à? Ui, 3 cái tụ bão này, ngon. Oh, nhìn trâu phết đi nhở. Chuyển sang bên này đây, kéo con Sona cái. Oh, không kéo Sona nhưng mà chúng ta kéo được xay ra. Cũng gọi là ổn áp. Nhờ này thì nhờ này. Rồi xong rồi đấm vào thằng Sen rồi. Sen mất cái stack của sau khi hút rồi. Kéo được xây ra nhưng mà đấy lại là cái tiền đề cho xây ra nó tỏa sáng. Không giỏ lắm. Không giỏ lắm rồi. Xây ra này lắp kiếm xuống stack vẫn được anh em nhé. Nó có được khả năng hút máu toàn phần. Outsin Thread 2. Ui rồi ôi nhiều rồng đẹp thế. Tôi chỉ còn rồng sai phần thôi. Play. Rồng khổng lồ đây. Ây da. Mèo còi hóc xương. Chuyển sang bên này đi. Ồ gặp luôn à. Ôi chuyển nhanh thế. Cháy. Nó trưởng hai lần đấy kia thì đội hình của mình còn như là bị đóng băng luôn. Sợ vậy. Hasagi gì mà chả có đam gì hết. Thôi xong rồi. Húc pha đẹp là win nào. Trời ơi không trưởng thằng Bát đi. Thi trưởng rồng sai phần của tôi à. Ủa lên anh em ơi. Ở đây rồi. Đến lúc mình sẽ bỏ đi bát và tập trung roll. Ngưỡng màu nó cũng hơi thấp rồi. Hai con sai phần nữa thôi. Cố lên nào. Bát tiếp. Trời ơi. Trời ơi. 8 am long không biết là có khác biệt gì lớn so với cột bốc 6 am long hay không. Ở nãy là 7 thôi. Nhưng 7 thì cũng như là 6 mà. Giờ là 8. Nào cho em cái sao chép tướng nè. Sao chép tướng đi mà. Rồi xong rồi không có rồi. Khá là nhỏ. Ao xin Zoe siêu du. Ở 2. Toàn là siêu du thế này. Ra su à. Ui rồi ôi, trò này không được thêm một con nữa. Đừng. Sao không phải là một lúc hai con Adat đi anh em. À hai con Siphon đi. Mà lại là một lúc hai con ấy. Trời ơi nghĩ mà nó cay. Hai con siêu dụ. Ăn gì nó cay thế anh em. Bực thật. Ui dồi ôi, thua rồi đây. Rồi xong rồi. 13 máu. Khổ thật đấy. Ui dồi ôi, cái bạn Bùi Huyền này vẫn còn thọ được à. Đang dãy à. Cũng 13 máu giống ý đúc mình luôn này.
Ai đắt? Đây rồi. Con nữa đây. Nhanh đi, đừng lại anh nóng nha. Sipe này, nghe thấy không vậy? Ra số 2, thôi cứ lên để giữ máu đi. Ui rồi ôi, mình sẽ ném đồ sang cho Yasuo đi anh em. Hút rồng này cho nhìn nhện, nãy quên lắm cái hút rồng. Tôi tưởng có cái rồi, hóa ra có hai cái. Nào, kéo được xây ra rồi. Có được một, bị mày chiếu. Giờ mới kéo này. Trời ơi, bị từng Quizana nó đánh không kịp kéo phát nào luôn. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Húc. Mày. Đừng. Đừng. Ui, đừng. 12 máu rồi anh em. À. Rồi xong rồi đó. Đúng là cái lúc mà cần ấy thì nó phải ra ngay như thế này thì cậu ổn áp ngay. Rồi phần 3 sao phiên bản chiến binh rồng khổng lồ tới đây. Thảo lại bắt nạt. Nào bắt nạt áo long. Nào. Mèo con hóc xương. Mèo coi à. Chuyển nhẹ sang bên này đi. Giờ rồng nó hiền lắm. Ui không lấy đổ nhanh nhở. Rồng hiền lắm. Ừ. Nó cắn không có đau đâu. Có 10.000 đam mà cắn à. Không đau đâu. 13.000 đam thôi, không sợ đâu. Tâm. Đấy, 32.000 đam rồi mà. Ít mà, cắn không đau. Nhờ anh em nhờ, không đau. À, vẫn có một bạn. Bạn Bùi Huyền cũng còn một màu giống với mình, y mình luôn này. Mình sẽ lấy một cái huyết kiếm cho Yasuo múa cho lực. Tình lấy cái sát thủ nhưng mà hơi thiếu hồi phục. Lấy huyết kiếm cho nó múa lâu anh em nhỉ. Sát thủ sợ nó cũng không ăn thua đâu. Trận này là nếu mà gặp Bùi Huyền là Bùi Huyền đi luôn. Gặp ai thì cũng phải lên bảng thôi. Tôi bảo với anh em là trận này bị ép chơi sai phần mà. Ngay từ gọi là cấp độ 5 thôi mà mình đã có được sai phần, tỷ lệ mới chỉ là 2% mà thôi. Đây là 28%. Ra nữa thì nghỉ luôn nhá. Ghét luôn. Đây rồi. Cũng gặp nhưng mà chỉ là bàn sao mà thôi. Khá là may đấy. Húc này. Ui giời. Ui 12.223. Con số tôi nhớ rất là rõ. Bùm. Rồi xong rồi. Ao xin này cũng căng thẳng phết này. Ui mèo quái hốc xương đi ở rồi. Đây là bạn Bùi Huyền cũng đã rất cố gắng nhưng mà đã loi choi vào cái vị trí top 4 rồi. Tà lông à. Giờ mình sẽ để dành tiền nhá anh em nhá. Dành tiền. Ui rồi ôi, 4 cái tụ bão. Đây. Rồng thần tới đây. Sợ chưa? Những cái rồng này nó bảo ai bảo cắn không đau. Ai bảo cắn không đau. Nhờ. Cắn một phát chắc đau điếng người luôn. Chạy suốt tìm em. Đấy, đến lượt tôi tìm ông nhá, đừng có tìm em nào nữa. Cứ tìm đến tôi. Rồi, xem là 8 huyễn long vs 8 ám long xem như thế nào. Ui, thôi 13.000 đam. Cháy thật đấy. Rồng này thì rồng này, tính tiền. Ui. Rồi luôn. Top 4 à. Thế xuất tìm em top 3. Chúng ta có thêm một máy chiếu. Giờ chỉ cần 2 round nữa thôi thì trận đấu chắc chắn sẽ kết thúc.
thì xem ông này làm được gì. Nãy tôi bị thua ông này mấy lần rồi này đấy, kiểu một lần mà gặp Quizana 2 ấy. Ghê hết. Cái lần mà mình đang chuỗi thắng bị thua mất. Giờ đến lúc trả thù rồi. Rasu 2, sai phần 2, à sai phần 3. Lên đúng lúc thật đấy anh em nhở, kiểu mình chỉ còn một máu thôi mà nó lên được. Tài thật. Mà còn kiểu đúng 8 vàng luôn, không không lệch một chút nào luôn. Không gọi là không thiếu, không 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 dư luôn. Vừa đủ. Bạn ăn may thế BTS. Ây trời ơi. Trời, chơi game kỹ năng thì nó phải khác rồi đúng không? Chơi game kỹ năng cứ bảo ăn may. Check map cẩn thận. Ta lâu mày, chuyển sang bên này nhá. Nó con xảy ra cái. Tuy là bị mày chiếu nhưng cũng phải kéo này. Được nào, hai phần đấy. Kéo xảy ra đây. Ờ mày có kéo được rồi. Rồi ra xua bên kia nó vờn cho. Ra xua nó vờn cho cũng đã đủ mệt rồi anh em nhỉ. Hu hu. 26.000 đam. 52 tiền. 3 vàng. Thực chất là bây giờ mình có thể bán đi con nhện, bắt thêm một Talon cho vào, nhưng mà nó cũng không cần thiết lắm, tại vì hai sát thủ thì nó cũng không có gì nhiều đâu. Bán con này đi này. Thôi thì mình sẽ kẹp thêm con này vậy. Ở Braum thì cũng có hộ pháp nhưng mà tôi thích đang spam ám long. Bạn thân ơi, hay vui lên nào, bạn ấy chơi lỡ bạn thân này. Rồi xong rồi càn quét một phát xem là có đi ỉa hết hay không à. Tà lồng này. Ai nữa à? Ui giời ơi. Mạnh quá, sao phần 3 có khác, kiểu auto top 1 luôn anh em ạ. Rồi, một máu top 1, lật kèo cứ gắt. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em. Bye bye.